Nội thất Sen xin chào các bạn. Hôm nay Nội thất Sen xin giới thiệu với các bạn chiếc ghế xoay nhân viên lưng lưới đang bán tại Nội thất Sen. Đây là tổng quan của chiếc ghế các bạn nhé. Chiếc ghế xoay thì nó có các chức năng chính là xoay, di chuyển lên xuống. Ví dụ như là di chuyển đi lại này, lên cao này, đấy, lên cao xuống thấp này. Đó. Xoay này. Đặc điểm của chiếc ghế này là lưng lưới và tay có thể gấp lại cho quá trình sử dụng nó gọn gàng. Đấy, ví dụ như đây. Đấy. Nếu mà chúng ta không muốn vướng tay thì ta có thể gấp lên ngồi. Nào cần bỏ tay xuống thì ta bỏ xuống đây. Đấy, ngồi lên. Đây bạn nhé, ngồi làm việc. Xoay. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua ghế xin liên hệ số điện thoại là 0912 554 668, 0912 593 22, website là bansansat.com, nội thất sen.com. Chào quý vị và các bạn.